chú Đại Bi có ý nghĩa gì, những câu tụng niệm các Phật tử duy trì hàng ngày có ý nghĩa như thế nào, điều không phải ai cũng tỏ tường. Về tâm linh, trong các vị Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát là vị được kính ngưỡng bởi tấm lòng từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn, giang tay đón chúng sinh khỏi khổ ải. Bà chú Đại Bi mỗi khi được tụng lên như hồi chuông thức tỉnh con người thoát khỏi u mê, tối tăm, đầy ải, tiến tới cảnh giới của thanh tịnh và an lành. Tụng Đại Bi thần chú thường dùng bản tiếng Phạn, khá khó nhớ. Lịch ngày tốt xin giải thích ý nghĩa chú Đại Bi, giải thích nội dung của từng câu để hiểu, dễ nhập tâm hơn. .1 Nam mô Hắc Gia Đát Na Đá Gia Dạ Gia, con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. .2 Nam mô A Dị Gia, con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa như ác pháp chư thiện. .3 Bà Lô Yết Đế Thức Bát Gia Gia Bồ Tát Quan Thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để kịp thời cứu nhân độ thế. .4 Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Bồ Tát mang binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh. .5 Maha Tát Đà Bà Ha, con xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo con đường giải thoát. .6 Maha Kaloni Kaja, con xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc chú Đại Bi với lòng thành kính. .7 Án thần chú tổng hợp 10 pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến chú Đại Bi phát huy được sức mạnh giáo hóa với muôn loài. .8 Tát Bàn Gia Phạt Duệ, tự tại Thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ có tứ đại thiên vương tới hộ pháp, bảo vệ. .9 Số Đát Na Đát Tả, thỉnh cầu sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp. .10 Nam mô Tất Kiết Lật Đà Y Mông A Lị Gia, con xin cúng kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả. .11 Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Gia Lăng Đà Bà, nơi Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi. .12 Nam mô Na Gia Cẩn Trì, con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát. .13 Hê Dị Maha Bàn Đa Sa Mế, ánh sáng soi rọi khắp nơi của tâm từ bi vừa mạnh mẽ vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh. .14 Tát Bà A Tha Đậu Du, bằng tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái. .15 A Thệ Dựng, không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của chú Đại Bi. .16 Tát Bà Tát Đa, Nama Bà Tát Đa, Nama Bà Giả Đại Thân Tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn. .17 Ma Phạt Đạt Đậu, con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh. Xin các ngài là thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đạt được thành tựu. .18 Đát Điệt Tha Án Thủ Ấn, khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp. .19 A Bà Lô Hê dùng trí tuệ để quan sát và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương. .20 Lô Ca Đế, Thế Tôn, hợp với câu trên thành A Bà Lô Hê Lô Ca Đế, Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát. .21 Ca Gia Đế, người có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai. .22 Di Hê Dị, con nguyện tuân theo những lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu hành. .23 Maha Bồ Đề Tát Đoả, công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát vun trồng thành hạnh lành. .24 Tát Bà Hành Chỉ Ấn Pháp mang tới an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh. .25 Ma Gia Thuận Duyên Tu Hành, mọi việc đều như ý. .26 Ma Hê Dị Đà Dựng Lời, không cần nói ra ý cũng đạt tới cảnh giới vi diệu. .27 Cú Lô Yết Mông, sự mầu nhiệm của chú Đại Bi không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng. .28 Độ Lô Phạt Già Gia Đế, tu tập hành chỉ có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bản thân khỏi luân hồi, tìm tới nơi an lạc và sáng suốt. .29 Maha Phạt Già Gia Đế, pháp và đạo là hai chân lý vượt lên trên mọi thứ, là tối thắng ở đời. .30 Đà La Tâm Lượng Chúng Sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước cam lồ. .31 Địa Lị Ni Tịnh Diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết. .32 Thất Phật Gia Gia hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình. .33 Giá Gia mệnh lệnh thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh. .34 Ma Phạt Ma La nhấn mạnh hành động sẽ có kết quả, con người theo đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức. .35 Mục Đế Lệ, giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ,
chướng ngại và bi ai. 36. Y hê thuận giao, tự nguyện tuân theo giáo hóa mà không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý. 37. Thất na đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, rực rỡ đưa con người thoát khỏi vô minh tăm tối. 38. A gia sam Phật gia xá lợi cỗ xe đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại. 39. Phật sa phạt xâm hoan hỷ giảng, hoan hỷ nói, hoan hỷ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỷ. 40. Phật gia xá gia tâm giác ngộ giáp lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn. 41. Holo holo ma gia tùy tâm nguyện mà hành trì, tu pháp nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như ý đạt nguyện vọng. 42. Holo holo he dị, lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng đều mất đi, trở thành người có lực tự tại rất mạnh. 43. Ta gia thần lực mạnh mẽ kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo. 44. Tất lị, dũng mãnh vượt chướng ngại, vượt lên mọi khó khăn và cát tường trên đường tiến tới nghiệp lành. 45. Tô dô nước cam lồ thần kỳ có thể mang tới nhiều điều tốt lành, cứu rỗi chúng sinh. 46. Bồ đề dạ, giác tâm, mở tâm bồ đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm bồ đề mới tu thành chính đạo. 47. Bồ đà dạ, giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu. 48. Di đế dị dạ, tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng sinh. 49. Na gia cẩn trì thiên hộ đứng đầu các bậc thánh hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh. 50. Địa lị sắt ni na bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp. 51. Bà gia ma na thành tựu xứng đáng với danh tiếng và đức hạnh tu hành. 52. Ta bà ha niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ, thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai và vô chú. 53. Tất đà ra mọi sở cầu sở nguyện đều được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi và tán dương. 54. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 55. Ma ha tất đà ra hành giả đạt được thành tựu to lớn và viên mãn. 56. Ta bà ha hợp với các câu trên thành tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha là pháp bảo của nhà Phật. 57. Tất đà du nghị, mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô. 58. Thất bà gia dạ, nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng. 59. Ta bà ha hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi cho chúng sinh. 60. Na gia cẩn trì dùng sự đại từ bi bảo hộ, che chở cho chúng sinh. 61. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 62. Ma gia na gia tiễu trừ mọi bệnh tật và chứng nạn. 63. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 64. Tất gia tăng a mục khư gia dùng hết sức mình bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì. 65. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ, dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh. 67. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 68. Giả kiết gia a tất đà giả, hàng phục ma oán, phát ra âm thanh chấn động để bất cứ loại ma nào đều phải quy phục. 69. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 70. Ba đà ma yết tất đà giả, thành tựu vô lượng, công đức siêu việt. 71. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 72. Na gia cẩn trì bàn đà gia dạ, quan thế âm Bồ Tát dùng pháp ấn giúp chúng sinh không còn sợ hãi mọi lúc mọi nơi. 73. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 74. Ma bà lợi thắng yết gia gia đức hạnh của bậc đại anh hùng quan thế âm Bồ Tát. 75. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 76. Nam mô Hắc Gia Đát Na Đá Gia Dạ Gia Con xin kính cẩn quy y Tam Bảo, dâng hết tâm thân lẫn tính mạng để quy y cửa Phật. 77. Nam mô A Lị Gia Con xin quy y với tất cả các bậc thánh giả, thánh hiền. 78. Bà Lô Kiết Đế, quán tức là giác ngộ. 79. Thước Bàn Gia Gia kết hợp với câu trên là danh xưng quán thế âm Bồ Tát. 80. Ta bà ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 81.
án thất điện đô hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn. 82. Mạn Đà Gia pháp hội của hành giả nhất định đạt được thành tựu. 83. Bạt Đà Gia, toại tâm viên mãn, tùy theo tâm nguyện mà đạt được như ý. 84. Ta Bà Ha thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Trên đây xem bói có gì vui đã giải thích ý nghĩa chú đại bi đơn giản, dễ hiểu. Mong rằng thông qua bản giải nghĩa đơn giản này bạn đọc có thể hiểu hơn về từng câu chú, qua đó tu tập, rèn luyện một cách sâu sắc hơn, cuộc đời bình an, viên mãn, công đức vô lượng. Mọi người thấy hay like video ủng hộ cho kênh nha.